Rồi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của iPhone 11, 12 và 13 tại Thế Động trong những ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này các bạn nha. Thì xem ngày lễ lớn này ở Thế Động iPhone 11, 12 và 13 đang có chương trình giảm giá hay khuyến mãi gì đặc biệt không bạn nha. Rồi, đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có con iPhone 11 thường. iPhone 11 thường này sẽ có màn hình là 6,1 inch với công nghệ màn hình là Liquid Retina. Và sử dụng con chip là Apple A13 các bạn nha. 11 thường này sẽ được trang bị là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Ngoài ra thì nó sẽ có phiên bản 128, 256 nữa các bạn nha. Rồi, camera thì chúng ta sẽ có cộng 2 camera phía sau với độ phân giải là đều là 12 megapixel. Camera selfie phía trước là 12 megapixel. Viên pin là 3110 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là tối đa là 18W. iPhone 11 thì sẽ được thiết kế kiểu bo các cạnh nữa bạn ha, bo góc và cạnh. Đây. Nói chung là khi iPhone 14, 14 Pro Max ra thì 11 và 12 và 13 vẫn chưa hết hot đâu bạn. Hiện tại giảm giá rất là nhiều và cũng đang có nhiều khách hàng tìm nó để sử dụng ha. Thì hiện tại iPhone 11 64GB hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 11.990. Và hiện tại nó đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 1.600.000. 1.600.000 thì hiện tại các bạn mua 11 thường thì còn tầm khoảng là 10.390.000 cho iPhone 11 thường 64GB. Rồi, tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có con iPhone 11 128GB. Thì 11 128GB hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 13.990. Và hiện tại nó đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 1.900.000 các bạn. 13.990 giảm 1.900.000 thì các bạn mua cái chiếc máy iPhone 11 128GB thì còn tầm khoảng là 12.090.000. 12.090.000 cho iPhone 11 thường 128GB ha. Rồi, tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có thêm đó là iPhone 12 64GB. iPhone 12 64GB này hiện tại thì nó sở hữu màn hình là 6,1 inch, sử dụng con chip là Apple A14 ha. RAM cũng được là RAM 4GB, bộ nhớ đây là 64GB. Cộng 2 camera phía sau là độ phân giải là đều là 12 megapixel, selfie là 12. Dung lượng pin là 2815 mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 20W. iPhone 12 này sẽ có thiết kế vuông ha, vuông so với iPhone 11 trước đó các bạn. Khá là đẹp luôn. Rồi, iPhone 12 hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 17.990 và hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 3 triệu. 17.990 giảm 3 triệu thì các bạn mua iPhone 12 64GB sẽ có giá là 14.990.000 cho iPhone 12 64GB. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có cái sản phẩm đó là iPhone 13 128GB. iPhone 13 128GB các bạn ha. Hiện tại mình đang có trên đây là chiếc máy màu xanh lá. Thiết kế rất là đẹp. Vuông các cạnh luôn. Thì iPhone 13 128GB này sẽ có màn hình là 6,1 inch. Công nghệ màn hình là Super Retina XDR. Nó sử dụng con chip là Apple A15, RAM là RAM 4GB. Bộ nhớ ở đây là 64GB, bộ nhớ đây là 128GB các bạn nha. 13 thì nó chỉ phiên bản thấp nhất là 128GB. Cộng 2 camera phía sau với camera chính và camera phụ đều là 12 megapixel hết. Camera selfie là 12. 13 thì hỗ trợ viên pin là 3240 mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 20W. Thì iPhone 13 thường hiện tại các bạn mua sẽ có giá là 19.990.000 và hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp là 1.900.000. Thì các bạn mua sẽ còn giá là tầm khoảng 17.090.000 cho iPhone 13 thường 128GB các bạn ha. Rất là đẹp luôn. Rồi, iPhone 13 thường thì hiện tại nó cũng có rất khá nhiều phiên bản màu để các bạn lựa chọn luôn. Nhưng mà đang có là chiếc máy màu xanh lá và màu hồng. Ngoài ra thì 13 thường nó sẽ có màu đen nữa các bạn ha. Rất là nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn. Rồi, cho phù hợp với mình ha. Rồi, thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 11, 12 và 13 tại Thế Động trong những ngày lễ lớn 30 tháng 4, 1 năm này. Thì các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha. Mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất các bạn nha. Bye bye.